Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người lại đến với clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming trong cái tựa game Play to bây giờ nha các bạn nhé. Thì ngày hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thì thường thường trong những cái sự kiện của nhà phát hành ý, và những cái mốc sự kiện thì nhà phát hành sẽ tặng code cho các bạn đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận code ngày mùng 8 tháng 3 từ nhà phát hành, trong đó có cả code thỏi vàng và kim cương nha các bạn nhé. Thì đầu tiên để nhận trước khi vào mình hướng dẫn cho các bạn nhận mã code, thì mình sẽ vào điểm danh cái ngày thứ bảy để nhận một cái mũ, gọi là cái mũ sao băng nha các bạn nhé. Đó, đây là cái mũ sao băng này. Thì ngày hôm nay đăng nhập thì chỉ nhận được cái đấy thôi. Quà đăng nhập ngày hôm nay thì gửi thư nhà phát hành, đó là một cái hộp bốc thăm kỳ lân cầu vồng. Mình sẽ mở luôn nha, xem có được cái gì không. Ôi ôi, một cái ghế, hình như cái đồ này, cái hộp kỳ lân này hình như là đẹp nhất, hình như là cái con ngựa đúng không ạ, mà vẫn không thấy. Nào tiếp nào. À, giờ được có 7 kim cương các bạn ạ. Hơi xui. À, thì ngày hôm nay thì mình hết thẻ wallet rồi, cho nên là mình không có nhận được kim cương free miễn phí ở đây nữa. Chắc là lại vào mở thôi. Chỉ mở cái gọi bằng cái vé coupon miễn phí này thôi. Mà cố mở lên một cái đồ ích gì đấy. Có vẻ hơi khó nha. Mình được một cái áo ích rồi, bây giờ mình cần cái sáo. Rồi một cái bàn ích, bàn lá hoa sen. Thực ra cái bộ ích này, cái đồ trang trí này đẹp hơn đấy các bạn. Cái màu da mặt này không được đẹp lắm. Rồi, vậy là mình mở thành công. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nhận cái mã code nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái trang này các bạn thực hiện để nhận cái mã code của nhà phát hành nhé. Thì đây, đây chính là cái trang thực hiện mã code của nhà phát hành. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ phóng to lên cho các bạn xem này. Đấy. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang của nhà phát hành, thì mình sẽ để cái link này ở bên dưới nhé, để cho các bạn bấm vào. Thì hiện tại nhà phát hành đang có sự kiện bình chọn Play to bây giờ trở thành game của năm để chúng ta nhận code xịn ngày mùng 8 tháng 3. Đấy, thì khi các bạn đã, chỉ cần các bạn vào bình luận thôi, cực kỳ đơn giản, và bình luận cái là các bạn có code rồi. Đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái trang này. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một nha. Đây, mình sẽ bấm vào cái trang này. Thì cái link trang này mình sẽ để ở bên dưới phần comment, mình sẽ ghi ở bên dưới, các bạn chỉ việc bấm vào thôi là được. Đấy, các bạn bấm vào đây. Đấy, bấm vào đây là nó sẽ hiện ra một cái trang web như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì cái trang web này nó đã hiện là 2.464 lượt bình chọn rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc bấm bình chọn thôi. Bây giờ mình sẽ đăng xuất ra nhé. À, đây là mình đã bình chọn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm bình chọn này. Đấy, các bạn đầu tiên các bạn sẽ bấm vào bình chọn. Nếu như các bạn chưa đăng nhập vào, nó sẽ hiện chữ bình chọn như này nhé. Đấy, các bạn bấm vào chữ bình chọn. Đấy, thì đến đây, bước này các bạn có thể đăng nhập bằng nick của các bạn, hay đăng nhập bất cứ một nick gì cũng được. Các bạn có thể đăng nhập bằng App Store hoặc là Google cũng được. Đấy, chắc chắn là các bạn tải game, các bạn phải có hai cái phần mềm, phải có hai cái tài khoản này rồi, một là App Store, hai là Google đúng không? Đấy, một trong hai cái app này. Thế nên mình sẽ chọn Google này. Đấy, mình sẽ chọn một cái nick khác nha, mình sẽ chọn một cái Gmail khác để mình ủng hộ cho nhà phát hành nha. Đây, đấy, mình sẽ ủng hộ bằng cái Gmail này đi. Đấy, mình sẽ bấm bình chọn này. Đấy, mình đã bình chọn thành công. Đấy, rồi sau khi các bạn bấm bình chọn thành công như vậy thôi là chúng ta sẽ trở về cái trang như này. Đấy, cái trang của nhà phát hành. Đấy, trở về cái trang này, thì cái trang này thì mình sẽ để cho các bạn ở dưới phần bình luận nhé, để các bạn bấm vào nhé. Đấy, thì đầu tiên là các bạn bấm, bước đầu tiên là các bạn bình chọn như vậy là đã xong rồi đúng không? Và bước thứ hai này, các bạn nhìn bước thứ hai nhé. Bước thứ hai các bạn chụp ảnh cái màn hình các bạn đã bình chọn thành công ấy. Và nãy các bạn đã bình chọn thành công, nó hiện cái chữ thành công lên rồi ấy, các bạn nhớ là phải chụp hình lại nha. Các bạn nhớ là phải chụp hình lại. Mình quên không bảo các bạn. Đây. Đấy, hoặc là các bạn chụp cái chữ đã bình chọn đây rồi cũng được. Đấy, bình chọn thành công. Sau đó các bạn bình luận paste cái hình đấy xuống. Đây mình sẽ chụp hình lại cái hình này nha. Rồi mình đấy, mình đã chụp này. Đấy, vậy là mình đã chụp thành công. Bây giờ mình sẽ paste xuống dưới này nha. Đấy, giống như bạn Thanh Võ này. Mình sẽ bấm vào hình ảnh này. Để dán cái hình ảnh vừa nãy mình sẽ làm chi tiết cho các bạn từng bước một để cho các bạn đỡ mất cái mã code này nha. Đây. Đấy, đã hiện thành công. Đã bình chọn. Đấy, các bạn chụp vào đấy. Hoặc là các bạn chụp cái hình mà đã bình chọn thành công rồi ấy. Đấy. Rồi các bạn tag hai tên hai nhân vật vào. Đấy, tag hai bạn bè, bạn nào, bất cứ một người nào cũng được. Đấy, ví dụ mình tăng này. Đấy.
mình tăng hai bạn cho các bạn xem nhé. Rồi comment vào đây đấy, các bạn comment như vậy vào, vậy là đã thành công đó. Rồi và tiếp theo là các bạn điền vào form này để nhận mã code coupon nha. Đây các bạn điền vào đây này. Đấy, đến đây là các bạn nhìn thấy chữ cái chỗ để điền chưa? À, cái này mình sẽ kéo màn hình ra cho các bạn nhìn cho nó dễ nha. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn rõ nha, các bạn để ý về kỹ nhá. Rồi, đến đây các bạn điền cái email để các bạn nhận code. Cái email này thì nhà phát hành sẽ gửi code vào email cho các bạn nha. Thì khi mà các bạn kiểm tra email ấy, một vài hôm nữa là nhà phát hành sẽ gửi vào email cho các bạn kiểm tra email. Đấy, các bạn nhận code ở trong đấy. Thì đây mình sẽ điền cái email để nhận code của mình nha. Mỗi bạn có một email nhận code riêng nha, các bạn đừng có nhập cái email của mình nha. Các bạn hãy dùng cái email của các bạn để nhận code ấy. Và các bạn sau đó các bạn nhập cái tên nhân vật trong game của các bạn vào. Đấy, các bạn điền tên nhân vật của trong game của các bạn vào. Rồi, như vậy là các bạn đã tự bình chọn thành công, các bạn thấy chưa? Đấy, như vậy là các bạn đã bình chọn thành công rồi. Đó. Sau đó các bạn lại về cái trang về đấy. Các bạn hãy đọc cái phần thưởng này. Tất cả các bạn hãy đọc kỹ cái dòng này, tất cả này. Mình kéo lên cho các bạn xem này. Đấy, các bạn nhìn nhé, đọc kỹ này. Tất cả các bạn bình chọn thành công và điền đầy đủ thông tin vào form sẽ nhận code khi Play Together đạt top 1 game của năm. Đấy. Mỗi tài khoản được bình chọn đúng một lần duy nhất cho mỗi hạng mục, vì thế hãy bình chọn ngay của Play Together nha. Các bạn nhớ là khi nào game này, tức là cái lượt bình chọn của game Play Together phải đạt top 1 game của năm thì các bạn mới được nhận code nha. Đấy. Như vậy là các bạn nghe đến đoạn này là các bạn thấy buồn rồi đúng không? Các bạn có nghĩ là tỷ lệ để nhận code không cao là các bạn không muốn bình chọn đúng không? Không sao. Đấy là phần thưởng của nhà phát hành. Đây là phần thưởng của nhà phát hành dành tặng cho các bạn. Còn phần thưởng của mình dành cho các bạn là quà thỏi vàng và kim cương nha các bạn nhé. Đấy. Đấy là phần thưởng của nhà phát hành và có phần thưởng riêng của kênh của mình nhé. Tất cả những bạn nào tham gia bình chọn Play Together, đầu tiên nhé, các bạn phải làm đủ các bước. Đầu tiên là các bạn phải tham gia bình chọn Play Together. Đấy. Các bạn phải làm đủ các bước và các bạn chụp ảnh và các bạn tham gia comment ở bên dưới phần này nha. Đấy. Đến lúc mà mình check lại mà không có hợp lực comment của các bạn ở bên dưới phần bình luận này của nhà phát hành là mình sẽ không tặng quà đâu các bạn, biết chưa? Đấy. Tất cả những bạn nào mà tham gia bình chọn, đấy, bình chọn cho nhà phát hành cái tựa game này rồi, rồi các bạn vào đây comment ở bên dưới này rồi. Đấy, rồi các bạn tiếp tục sau đó các bạn hãy vào kênh của mình. Đấy, các bạn vào kênh nhá. Đấy, các bạn vào kênh của mình. Các bạn hãy comment vào cái clip này. Đấy, tức là các bạn phải comment dưới clip này tên nhân vật của các bạn, biết chưa? Đấy, các bạn hãy comment là em đã bình luận, à em đã bình chọn. Các bạn nhớ phải comment là em đã bình chọn. Sau đó các bạn comment tên nhân vật của các bạn ở bên dưới nữa. Đấy, nhớ là phải đã bình chọn rồi nha. Sau đó các bạn đưa comment tên nhân vật trong game của các bạn. Và sau đó các bạn comment tên Facebook của các bạn. Đấy. Hoặc là các bạn có thể đưa cái link Facebook của các bạn mà các bạn đã comment ở dưới này. Đấy. Ví dụ như này. Đấy. Các bạn bấm vào cái hình ảnh của các bạn đây nhé. Đây nhé, tôi bảo. Đây nhé, đây là cái hình ảnh của các bạn này. Đấy. Tôi kéo xuống cho các bạn xem này. Đây là cái link trang này. Đấy. Trang Facebook nhé. Thì thu nhỏ lại cho các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để nhận quà thỏi vàng của mình cho nó đỡ bị mất nha. Đấy, sau khi các bạn đã bình chọn và comment hình ảnh bên dưới này rồi đúng không? Đấy, nó sẽ có hình ảnh của các bạn bên dưới này. Các bạn bấm vào cái hình ảnh của các bạn, nó sẽ hiện một cái đường link ở bên trên này này. Đấy, và các bạn có thể sao chép làm sao mà được cái đường link như này. Đó, các bạn copy, sao chép. Rồi các bạn comment ở bên dưới. Các bạn nhớ là các bạn phải comment ở bên dưới kênh YouTube của mình nha. Ở dưới clip này luôn. Comment tên nhân vật của các bạn và kèm cái đường link này. Đấy, mình sẽ bấm vào mình check. Sau đó tất cả những bạn nào đã làm đủ các bước như vậy, mình sẽ quay vòng quay may mắn, sẽ lấy ra hai bạn để mình tặng thỏi vàng cho các bạn. Hai bạn mình sẽ tặng quà kim cương cho các bạn. Quà kim cương sẽ được tặng quà lớn nhất nha. Và quà thỏi vàng thì sẽ mỗi bạn được 10 thỏi vàng. Đấy, và quà tiền sao thì sẽ có 7 phần quà tiền sao, được chưa? Đấy, tặng quà cho tất cả bạn là ngoài cái mã code của nhà phát hành ra còn nhận code thỏi vàng của mình nữa nhá. Đấy, các bạn hãy làm đủ tất cả các bước như vậy, mình sẽ tặng quà cho các bạn. Rồi, còn clip của mình xin dừng tại đây. Chúc mừng các bạn mùng 8 tháng 3 có một clip thật là vui, à có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.